Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sau 9 tháng năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung chỉ đạo ngành thuế tăng cường công tác quản lý các nguồn thu, đôn đốc thu các khoản thu từ tiền giao đất. Hết tháng 9, thu ngân sách trên địa bàn thị xã đạt trên 106 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối đạt gần 44 tỷ đồng, bằng 78% dự toán tỉnh giao. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 63 tỷ đồng, bằng 63% dự toán tỉnh giao. 3 tháng cuối năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ tăng cường quản lý nguồn thu, kiểm tra đôn đốc nợ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 167 tỷ đồng.